Hi, xin chào tất cả các bạn và các anh chị thân mến. Do cái nhu cầu mà mình thấy khi mà để mở các anh chị và các bạn để mở một cái tiệm photo, thì cái yếu tố bắt đầu thì mình nghĩ là các anh chị phải biết về kiến thức photo rồi. Tuy nhiên, để cho một cái tiệm mà các anh chị có những cái định hướng phát triển lâu dài và phát triển cùng nó, thì mình nghĩ các anh chị và các bạn nên sử dụng, phải biết phần mềm thiết kế của Reel. Đây là một trong những phần mềm mình thấy tương đối nó cũng là dễ sử dụng, và cái yêu cầu của nó thì cũng tương đối là không có khắt khe gì ha. Và mình khi mà mình biết được sử dụng phần mềm của Reel rồi thì có thể là nó sẽ đáp ứng được rất là nhiều công việc cho mình khi mình mở tiệm photocopy in ấn. Có thể là nó không chỉ là đáp ứng cho một cái tiệm photocopy in ấn đâu, mà nó cũng có thể là rất là nhiều. Có thể mà mình khi mà mình đã thành thục rồi, mình có những cái tư duy sáng tạo ha, thì mình có thể là sử dụng cái đó, mình nhận những cái file thiết kế, mình ăn tiền cho cái file thiết kế đó, thì nó cũng rất là hữu hiệu. Thì hôm nay với những cái tinh thần đó, thì mình muốn những cái gì mà mình biết được, mình sử dụng được những cái gì trừ phần mềm của Reel, thì mình muốn chia sẻ cho tất cả các anh chị mới nha, cho người mới bắt đầu. Còn như anh chị nào đã biết rồi thì coi như là xin bỏ qua video này. Rồi để về phần mềm của Reel, thì các anh chị các bạn là trong cái video trước mình có đã hướng dẫn về cách cài, hoặc là các anh chị cũng có thể lên mạng các anh chị tìm. Nếu mà các anh chị muốn xem cái hướng dẫn của mình thì các anh chị vào trong cái kênh Bado Official này nè. Rồi sau đó các anh chị kéo xuống thì đây nó có các mục nè, ví dụ như là một mục chia sẻ kinh nghiệm photo in ấn, và đây là chia sẻ thiết kế đơn giản và in ấn, và đây là hướng dẫn của Reel cho người mới bắt đầu. Thì cái đây là cái mục mình mới lập ra để mình bắt đầu mình chia sẻ cho tất cả các anh chị và các bạn mới bắt đầu tiếp cận với Reel. Thì ở đây thì mình đã có một cái video để về cái cách cài phần mềm Reel rồi, và đây là Reel X7. Thì các bạn và các anh chị có thể vào đây các anh chị tham khảo. Thì sau khi các anh chị cài rồi thì các anh chị phải bật cái Reel lên, và chúng ta bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành chúng ta học. Thì khi cài Reel thì các anh chị coi thử cấu hình máy của mình là nó bao nhiêu nha, rồi tìm hiểu thêm rồi chúng ta sẽ tiến hành cài. Thì khi mà bật Reel X7 lên thì nó có giao diện thế này. Thì các bạn các anh chị vào trong cái phần trên đây nè, phần New hoặc là Ctrl N thì để mở một cái trang mới vào, hoặc là lít vào ở trong cái ở trên cái thanh này nè, nó có một cái dấu cộng thì lít vào thì nó cũng ra một cái trang mới. Đối với về khái niệm của Reel á, thì Reel là một cái phần mềm đồ họa để giúp ta thiết kế những cái tác phẩm áp dụng trong cuộc sống, tức là trong công việc của mình á, thì nó dùng để thiết kế là mẫu nè, bao bì quảng cáo, có thể là trình bày sách báo tạp chí. Thì nó sẽ giúp ích cho tất cả các bạn rất là nhiều. Ví dụ như mình thiết kế thư mời, composite đồ thì phải sử dụng phần mềm thiết kế hết. Rồi về tổng thể của Reel thì nó có các cái tổng thể như sau. Ở trên thì các bạn sẽ thấy đây nè, nó là cái, đây nó có cái thanh tiêu đề nè, tức là thanh tiêu đề thì nó có thanh tiêu đề của phần mềm ha. Cái thứ hai đó là thanh menu. Thanh menu thì bao gồm cả các menu như File, Edit, View. Đây nè, đây là thanh menu. Tiếp đến là cái thanh công cụ. Đây là thanh công cụ nè. Các anh chị thấy thanh công cụ không? Tức là chức năng SEO đồ đó, là tức là đây là trên đây là thanh công cụ. Và ở dưới đây tức là thanh đặc tính. Tức là khi mà các bạn và các anh chị vẽ một cái gì đó thì dưới đây nó sẽ hiện những cái đặc tính của cái đối tượng đó. Thì ở đây gọi là thanh đặc tính. Rồi đây là cái thước. Đây là cái thước, có là thước ngang và thước dọc. Rồi ở đây là cái trang giấy nè, các bạn và các anh chị đã biết là đây là trang giấy. Đây là trang giấy, và đây là màn hình nền, đây là màn hình nền của phần mềm. Bên đây á, thì nó có một cái dãy như thế này nè, đây là gọi là hộp công cụ. Hộp công cụ bao gồm hai bên thì nó có cái thanh nè, thanh cuốn nè, cuốn lên, cuốn xuống và cuốn ngang. Và ở đây là có thanh trạng thái. Ví dụ đây các anh chị và các bạn nè, vẽ một cái khung và các bạn tô màu vào thì ở dưới đây nó sẽ hiện ra cái trạng thái của cái phần của cái đối tượng này. Là ví dụ như đây là trong cái nền nó có màu và cái viền nó màu đen này. Đó, đây là gọi là trên trạng thái. Và phía bên đây á, là nó có cái hộp màu. Nó có cái hộp màu.
những cái thanh công cụ này thì các anh chị và các bạn có thể là vào trong phần Windows ha, mình thì các anh chị có thể lấy ra. Ví dụ đây là các anh chị trong đây, các bạn chị sẽ thấy nè ha, vào cái thằng toolbar thì đây nó có các cái mục test như menu, stand, pokey, toolbox nè, room nè ha, thì các anh chị có thể nếu mà mất cái phần nào thì các anh chị vào trong đây các anh chị kiếm ra nha. Ví dụ mình tắt cái này thì các anh chị thấy không, là cái toolbox tức là cái phần hộp công cụ đó, là nó mất nè. Nếu mà gặp tình trạng này thì các anh chị vào Windows, vào tool và các anh chị tích vào cái thằng toolbox thì nó sẽ hiện ra ha. Còn đối với bảng màu thì cũng vậy, các anh chị vào trong cái phần Windows, các anh chị vào trong cái phần color palette nè ha, color palette thì ở đây nó có rất là nhiều cái hệ màu ha. Thì ở đây là mình là thường thường nó là ở dạng cái default tức là hình này. Còn đây nó có cái hệ màu CMYK, RGB hoặc là những cái màu nào thì các anh chị vào đây các anh chị tìm hiểu thêm nha. Đó là cái tổng quan. Còn đối với ở trên cái thanh công cụ thì nó có bao gồm các công cụ như là piston, tức là công cụ để mà gọi là chuyển đối tượng. Chuyển đối tượng thì đó nó có rất nhiều công cụ. Đây là cái công cụ sharp tool, đây là công cụ cắt. Zoom to phóng lớn nè, các công cụ vẽ như là pen ha, pen thì vẽ nè ha, đó vẽ đường thẳng, vẽ là công cụ là pen. Nếu chúng ta muốn kết thúc chúng ta vẽ về mà chúng ta muốn kết thúc thì chúng ta lướt hai cái thì nó sẽ kết thúc và chúng ta chuyển vào cái nút piston để chuyển đối tượng. Ví dụ như ha, mình đó ha, tức là piston nó giống như một cái công cụ mà để chuyển từ cái thanh công cụ này qua công cụ khác vậy đó ha. Ví dụ như đây mình có thể lít trực tiếp từ công cụ này qua công cụ này, hoặc là cũng có thể là sử dụng piston để mình sử dụng ha. Rồi tiếp khi đó là các bạn sẽ thấy những cái công cụ mà chủ yếu nhất mà các bạn hay sử dụng, đó là công cụ vẽ hình tròn, hình vuông ha. Thứ nhất là vẽ hình tròn nè, vẽ hình vuông ha, hình vuông, hình chữ nhật. Rồi bây giờ mình sẽ tìm hiểu qua cái công cụ vẽ hình hình vuông nha. Hình vuông chữ nhật đây nè, khi mà các anh chị đây nè thì nó sẽ nằm bên đây, nó sẽ gọi là cái công cụ nó Rectatool, hoặc là các anh chị bấm F6 nó cũng ra ha. Các anh chị bấm F6 thì nó cũng ra cái đối tượng này cho các anh chị vẽ. Thì để vẽ ha, để vẽ được hình vuông á, thì các anh chị lướt trái chuột vẽ và giữ thêm cái phím Ctrl thì các anh chị vẽ cỡ nào thì nó cũng ra được hình vuông ha. Còn nếu mà hình chữ nhật các anh chị không cần phải vẽ, nhấn thêm nút Ctrl nữa nha. Đó, thì anh chị vẽ đối tượng. Thì ở đây mình hay sử dụng cái Rectangle Tool này là để vẽ những cái thi mà thiết kế những cái dạng mà phong màn, bao lâu thiết kế thôi, cái kích thước phong màn thì chúng ta sẽ vẽ được. Còn đối với cái vùng làm việc thì các anh chị có thể là làm ở đây. Bất cứ chỗ nào trên cái nền phần mềm nó ra đều sử dụng được ha, đều vẽ được. Thì đây là có công cụ vẽ hình vuông. Đây, hình vuông, hình chữ nhật. Rồi đây công cụ vẽ hình tròn là Ellipse Tool ha, Ellipse Tool là vẽ hình tròn, hình ellipse. Các anh chị vẽ hình ellipse. Rồi các anh chị muốn mà hình ellipse nó muốn vẽ một hình tròn thì các anh chị nhấn thêm phần Ctrl nữa thì nó sẽ ra cái hình tròn thế này. Này, hình tròn thế này. Rồi, tiếp đến là hình đa giác nè. Ha, các anh chị và các bạn thấy hình đa giác thì nó sẽ bao gồm trong đây nè, nó sẽ có trong đây nó có các cả các công cụ nè, polytool, tức là hình đa giác ha, đa giác. Rồi các anh chị sẽ thấy nè, đây là hình ngôi sao, giúp chúng ta vẽ hình ngôi sao. Muốn vẽ hình ngôi sao cho cân đối thì các anh chị cứ click giữ trái chuột vẽ, sau đó nhấn phím Ctrl nữa thì cái hình nó sẽ cân đối thế này nha. Rồi cái tiếp theo nữa đó là hình nhiều nè, hình ngôi sao nhiều cảnh nè. Đây thì khi mà các anh chị click vào trong cái hình như thế này thì ở trên thanh thuộc tính nó sẽ hiện ra cái thuộc tính của cái đối tượng đó. Ví dụ như đây là cái hình này, cái hình nhiều cảnh này, thì ở trên đây các anh chị có thể thay đổi nè, thay đổi nè, các anh chị thấy chưa, thay đổi nè, thay đổi ở đây, đó,
ha, đây gọi là thanh tục tính. Còn nếu mà các anh chị muốn cái đường 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 bend, cái đường này á, cái đường viền ngoài á, là ta gọi là đường line hoặc là bend, tức là khi mà các chị vẽ không được thì các anh chị lít vào trong đối tượng như thế này, thì các anh chị sẽ thấy trên đây nó có một cái công cụ là bend nè, thấy không, gọi là outline á, outline width, tức là cái kích cỡ của cái thằng đường viền này. Đây là những cái thông số thì các anh chị và các bạn có thể sổ xuống và chúng ta sẽ thay đổi nè. Ví dụ đây 2 đó, các anh chị thấy không, đó chúng ta sẽ thay đổi. Các anh chị nhớ cho mình một điều, nhớ cho mình một điều thế này: khi các anh chị sử dụng ở một đối tượng nào thì nó sẽ có những cái thanh thuộc tính, những cái thuộc tính đi theo đối tượng đó. Thì khi ví dụ như lít vào trong đây ha, ví dụ lít vào trong hình chữ nhật này, thì các anh chị sẽ thấy là trên đây nó sẽ có hiện ra những cái thanh thuộc tính ha, những cái thanh thuộc tính như thế này. Thì các anh chị sẽ biết được ở đây, ở trên đây nè ha, là nó sẽ có thể hiện kích thước chiều ngang và kích thước chiều dọc. Các anh chị thấy chưa, đây kích thước chiều ngang, kích thước chiều dọc. Rồi ở đây là cái phần khóa. Cái phần khóa này á, thì nó sẽ có mục đích như thế này: khi mà mình lít vào cái phần khóa này ha, gọi là mình lock nó đi, thì ví dụ các anh chị đổi cái ở cái thông số thế này nè, ví dụ các anh chị đổi cái thông số nó nhỏ hơn, ví dụ ở đây là 755, bây giờ mình đổi xuống thành 500 ha, thì cái thông số mình thay đổi thông số chiều ngang thì thông số chiều cao nó sẽ tự thay đổi tương ứng với nhau ha, tự thay đổi tương ứng với nhau, và mình sẽ không có sửa được cái chỗ chiều cao nó là bao nhiêu hết ha, thấy chưa? Khi mà chúng ta sửa một ở trong một trong hai cái, ví dụ như mình sửa ở chiều cao thì cái chiều dài nó sẽ tương ứng ha, còn nếu sửa chiều dài thì chiều cao nó tương ứng. Nếu mà các anh chị gặp trường hợp này thì anh chị hãy coi thử là trong cái phần cái ổ khóa gọi là lock ratio nè, thì các anh chị coi thử nha. Bây giờ chúng ta sẽ mở khóa ra thì chúng ta sẽ điều chỉnh được chiều ngang và chiều dọc nó riêng biệt. Còn đối với chúng ta khóa lại như thế này thì nó sẽ không có điều chỉnh được từng cái riêng biệt, mà nó sẽ đi tương ứng với nhau, chiều ngang và chiều dọc. Rồi tiếp đến thì ở đây nó sẽ có thêm là những cái phần, ví dụ như là góc ha, những cái phần góc đây, ví dụ đây thì ở trên đây là các bạn và các anh chị có thể thấy nè, nó sẽ có hiện lên cái thanh thuộc tính góc, thêm góc nha. Thì ở đây nó cũng có một cái đặc tính như thế này, đây là cái chức năng bo góc. Thì đây bo góc của nó có 3 chức năng: bo góc tròn ha, bo góc thẳng và bo góc cong ha, bo góc bầu nè, góc lõm nè và góc thẳng nè ha. Thì khi mà các anh chị và các bạn lít vào đây bo góc tròn và lít vào thông số này, và ở cái ổ khóa này nó khóa lại rồi, thì các anh chị khi mà các anh chị nâng cái tổng số lên này ha, ví dụ mình nâng lên như thế này, thì các anh chị sẽ thấy đây, bây giờ đây là cái góc bo tròn ha. Bây giờ mình sẽ tăng cái đường line này lên cho các anh chị và các bạn thấy nè, rõ nè, đây ha, đây là cái góc bo tròn đó. Rồi khi mà các anh chị thấy cái lúc cái ổ khóa này á, mà nó khóa ha, nó khóa, thì khi mà chị thay đổi một thông số thì bốn cái thông số của bốn góc thì nó sẽ tương ứng với nhau, nó sẽ tương ứng với nhau ha. Do đó là các anh chị, nếu mà các anh chị mở khóa ra ha, thì các anh chị là sẽ thấy nè, đúng không, đây đây là bây giờ cái góc lõm nha, góc lõm. Thì bây giờ các anh chị sẽ thông số ha, thì ở đây nó chỉ có một góc thôi, nó chỉ có một góc nó sẽ thay đổi thông số cho các anh chị thôi. Ví dụ đây ha, đây là tương ứng với góc này, đây phần này tương ứng góc này 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 ha. Thì ví dụ ở đây mình muốn là thay đổi thông số 20 thì chỉ có một cái góc này thôi là nó thay đổi thông số nè, các anh chị thấy chưa, nó thay đổi thông số Nên là các anh chị khi mà vẽ một cái đối tượng nào thì các anh chị nên nhớ là khi mình vẽ ra một đối tượng thì nó sẽ hiện ra được những cái thanh, nó sẽ hiện trên thanh thuộc tính về đặc tính của những cái đối tượng đó Do đó là mình làm. Thì đây có lõm, lồi và ngang, thì có đó các anh chị nào thấy không, thấy nó ngang. Rồi đây là cái đường line đây là những cái thông số của nó như thế này. Rồi để kéo đối tượng to nhỏ thì các anh chị chỉ cần đưa con chỏ chuột vào trong góc nè, chúng ta sẽ kéo to nhỏ kéo lên xuống, kéo ngang qua lại đó là những cái công cụ nhỏ.
Rồi tiếp đến. À, trong đây là các anh chị có thể là thấy là những cái công cụ này rồi, các anh chị tìm hiểu thêm nha. Đây là những cái công cụ như là vẽ nè, khi mình click vào trong công cụ này sẽ hiện ra thuộc tính nè, thấy không? Có vẽ trái tim, chữ thập rất là nhiều. Nên do đó là khi các anh chị để ý cho mình, à nhớ nha, nhớ lúc nào cũng nhớ trong đầu cho mình nè, là khi mà các anh chị click vào một cái hộp công cụ nào thì nó sẽ hiện trên thanh cục thuộc tính ngay. Ví dụ ở đây là công cụ test tool, tức là nhập chữ, thì các anh chị các bạn là click vào ở trong cái phần test tool, hoặc bấm F8 thì trên đây nó sẽ hiện ra nè. Nó cũng giống như Word nè, bao gồm là phông chữ nè, cỡ chữ nè, bôi đậm, bôi nghiêng, gạch ngang và canh giữa nè, center right ha. Đây, cái này thì các anh chị đã, nếu mà các anh chị biết Word thì được, quá dễ, đúng chưa? Đó, các anh chị luôn nhớ là khi mình click vào trong một cái sử dụng một công cụ nào đó thì nó sẽ thể hiện cái thuộc tính ha, nó sẽ hiện cái thuộc tính lên trên này để mình điều chỉnh cho nó. Các anh chị nhớ vậy là được rồi. Rồi, à, sau khi vẽ hình xong thì bên đây các anh chị thấy là đây nó có phần, đây có phần màu, đây có phần màu thì nó có sẽ có tô màu. Thì đây các anh chị chỉ cần lít trái chuột vào, các anh chị muốn tô màu nào thì lít vào trái chuột những tô phần màu đó ha, tô màu đó. Còn đối với cái đường line này, cái đường đường line ngoài á, đây nè, mình phóng mình lên nè. Đây, đối với cái đường line ngoài thì các anh chị chú ý cho mình, khi mà đường line ngoài mình á, à, muốn tô màu đường line thì các anh chị sẽ đưa con chuột vào cái đúng cái màu mà mình cần chọn, và sau đó các anh chị lít phải chuột, à, lít phải chuột là nó sẽ ra ngay. À, còn anh chị muốn bỏ cái đường line này thì ở trên cái hộp màu này nè, trên cái hộp màu này nha, trên cái dãy màu này nè, thì ở trên cùng các bạn sẽ thấy, các bạn và các anh chị sẽ thấy cái dấu nhân chéo trên đây nè. Thì ví dụ như các anh chị mà lít trái chuột thì nó sẽ bỏ cái màu nền ha, lít trái chuột thì nó sẽ bỏ màu nền, còn lít phải chuột nó sẽ bỏ màu việt. À, nhớ nha, màu nền và màu việt đó. Cứ nhớ là khi mà lít vào trong đây dấu nhân này mà lít vào trái chuột thì nó bỏ màu màu nền, còn mà lít phải chuột là nó trở màu viền. Còn khi mà các anh chị và các bạn mà khi mà chúng ta làm mà muốn trở lại cái thao tác đầu tiên, à, muốn trở lại cái thao tác đầu tiên thì các anh chị trên đây nó sẽ thấy có cái hai cái mũi tên ngang qua nè, đó, thấy các anh chị không? Tức là nó sẽ nhảy lại những cái thao tác trước, à, những cái thao tác trước mà mình đã làm nè, đây nè, đó, các anh chị thấy chưa? Đó là trên đây. Hoặc là các anh chị cũng có thể bấm nút Ctrl Z, à, Ctrl cộng Z nha, Ctrl phím Z nè. Đó. Đây là cái nút tắt nè, đây là cái phím tắt ha. Khi mà các anh chị thấy như thế này đó, à, nút Ctrl cộng với cái phím Z thì nó sẽ trở lại những cái thao tác ban đầu mà mình làm đây nha, các anh chị nhớ nha. Rồi, còn những cái công cụ này thì các anh chị cũng tiếp theo là cái công cụ mà đa số mình tiếp cận rất nhiều, đó là công cụ test tool, à, công cụ nhập chữ. Thì nhập chữ đây, khi nhập chữ đây các bạn, các anh chị sẽ thấy đây là cái kích cỡ chữ nè, đúng không? Đây là cái phông chữ, thì trong máy của các bạn và các anh chị nó có phông gì thì nó sẽ hiện trên đây. Thì ở đây nó có hai dạng gõ, một dạng là vini, một dạng gõ vini thì các anh chị phải về ở cái chỗ máy tính bạn của các anh chị, các chị vào trong cái phần cái bộ gõ các anh chị thay đổi. Nếu mà vini thì các anh chị chọn về bản là vini nè, còn Unicode thì các bạn chọn về Unicode ha, đây rất là dễ. Sau khi mà các anh chị muốn nhập vào thì đây nó có hai dạng nhập, hai dạng, một là các anh chị nhập trực tiếp, ví dụ được trường học. Thì các anh chị nếu mà các anh chị nhập như thế này thì khi mà các anh chị cứ đánh, ví dụ đánh thì nó sẽ đi dài dài, đi hoài hoài nha, đi dài dài đi hoài hoài luôn. Còn nếu các anh chị muốn cắt chỗ nào thì lít vào trong đó và chúng ta bấm enter thì nó sẽ cắt xuống, đúng chưa? Bấm enter và nó cắt xuống. Rồi sau khi bấm enter và cắt xuống rồi thì ở đây nó sẽ có, là khi các anh chị lên là sẽ có nè, canh giữa nè, canh phải nè, canh trái nè, canh phải nè ha, canh đều nè, canh vuông nè, à, đây nó cũng giống như Word thôi. Thì ở đây trên đây nó sẽ có thêm là bold nè, là đậm, nghiêng nè, à, như gạch nè, và đây là thay đổi cái phông chữ, đây phông chữ.
Thì đối với cái về thiết kế, đối với về phông chữ thì ở Việt Nam mình hay sử dụng những cái phông UTM, tức là bộ vì khóa, cho nên là các bạn lên mạng các bạn tìm cái bộ phông UTM thì nó rất nhiều phông à, UTM rất nhiều phông, đây là những bộ phông UTM này à. Đó thì các anh chị lên, các anh chị đăng về nha, tìm trên 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 Google, các chị đăng về mình thấy nó cài cũng rất là đơn giản thôi. Rồi cái cách nhập thứ hai của test là khi mà các anh chị là muốn nhập ở nó có một trong cái khung, thì các anh chị lít vào trong cái test tool này nha. Rồi sau đó các anh chị giữ trái chuột, các anh chị vẽ một cái đường. Các anh chị vẽ một cái đường như thế này. Ha. Vẽ một cái đường như thế này thì các anh chị sẽ thấy không? Các anh chị vẽ tới chỗ nào thì trên đây nó sẽ có một cái khung cố định. Cái khung cố định để nó cố định là trong cái phông chữ đó nó chỉ nhập ở trong cái khung này thôi. Ví dụ mình đánh ha. Ví dụ như cho cái phông chữ này. Phóng lớn lên cho các anh chị rõ này. Ví dụ đây là những cái phông chữ thế này. Đó, các anh chị đánh à, ví dụ như các anh chị đánh cái phông chữ này, thì khi mà tới cái phần chỗ này nè, tới cái phần mà nó giới hạn thì nó sẽ tự động nó nhảy xuống trang và nó sẽ không có ra ngoài nữa à. Rồi các anh chị thấy chưa? Tức là nó chỉ có khống chế ở ngay chỗ ở trong cái khuôn viên này thôi à, không không khuôn viên này thôi. Nhưng mà nó có một khi mà các anh chị nhập xong, mà nếu mà các anh chị co giãn cái đối tượng, ví dụ như các anh chị sẽ thấy hiểu như thế này nè, ví dụ như cái đối tượng này đang nằm trong cái phông này, trong nằm trong cái khung thiết kế thế này, mà khi mà các anh chị thay đổi cái hình dạng thiết kế của cái bảng thiết kế thì cái chữ nó sẽ thay đổi theo. Ví dụ vậy, các anh chị kéo thì các anh chị sẽ thấy nè, bây giờ cái chữ nó sẽ chạy nè, đúng không? Nó sẽ chạy. Do đó khi mà các anh chị mà sử dụng theo cái cách này thì khi mà co kéo cái bảng thiết kế thì các anh chị nên xem lại là cái chữ của mình nó có thay đổi gì không, có thể là sẽ mất chữ, và chúng ta sau đó khi đó chúng ta sẽ co theo kích thước chữ ha, co theo kích thước chữ lớn nhỏ tùy theo để sao cho nó vừa đủ. Đó là hai cách nhập của phần của thằng test, test phần công cụ test tool có biểu hiện là chữ A hoặc là bấm F8. À, đây là một trong những cái mà mình sẽ tiếp xúc thường xuyên khi mà mình làm thiết kế, tại vì mình nhập chữ nè, mình nhập nội dung cho các bạn thiết kế. Mình thấy những hai công cụ mà mình các công cụ mà thường xuyên làm nhất, đó là thứ nhất công cụ test tool, thứ hai là công cụ vẽ hình vuông, hình tròn, công cụ pen ha, công cụ pen, công cụ sáp tool và các công cụ tô màu. Đó là mình thấy là rất là thường gặp. Chứ còn những cái thanh công cụ phụ phụ này thì đôi khi là không cần thiết, ví dụ những cái phòng phụ công cụ này nè, đôi khi cũng không cần thiết lắm à, do đó là mình không ít sử dụng. Do đó các anh chị nhớ đây là cái tổng thể của Corel ha, thì các chị nhớ là khi mở lên thì bên đây là hộp công cụ, thì bên đây là hộp công cụ và hộp màu à, trên đây là có các cái thanh tiêu đề và thanh menu và các cái thuộc tính công cụ. Khi các anh chị vẽ một chọn một công hộp công cụ nào thì nó sẽ hiện ra cái thuộc tính của công cụ đó, các anh chị nhớ nha. Khi các anh chị vẽ một công cụ nào thì nó sẽ hiện ra cái thuộc tính ở trên cái thanh thuộc tính để chúng ta biết là cái công cụ đó nó có chức năng gì nha. Ví dụ như test thì nó có chức năng nè, bôi đậm nè, bôi nghiêng, nó giống như một cái bảng test trong Word ha. Còn đối với hình vuông thì nó có gì, kích thước, bo tròn, góc, rồi những cái đường line ha. Đó thì các anh chị chỉ nhớ mới nhập môn Corel thì các anh chị chỉ nhớ như vậy là đủ rồi. Rồi video bài căn bản về Corel thì mình sẽ giới thiệu qua những cái chức năng ha, của Corel, tổng thể Corel là nó như vậy. Rồi video giới thiệu khái quát về phần mềm Corel thì nó chỉ như vậy thôi, mình chia sẻ tới đây. Còn những bắt đầu những cái bài khác thì mình sẽ chia sẻ từng cái thanh công cụ và mình áp dụng vào mình thiết kế những cái bài đơn giản cho tất cả các anh chị cùng làm theo. Rồi xin chúc tất cả các anh chị và các bạn có thể là học nhanh được Corel và thật nhiều sức khỏe ha.